sana. Giòn cả một trời chứ nào. Các khẩu đội pháo đồng loạt khai hỏa. Mục tiêu đã bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu. Đây là kết quả của quá trình huấn luyện, rèn luyện nghiêm túc của đơn vị, nhất là các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019.